Hôm nay là sắp trận đấu bóng đá Ba Ơn. Cảm ơn các bạn quý. Nãy mình vô trễ mà chung. Trần rất tệ, đang là Trần vậy tệ lắm.
số hiện tại là 4-1 nghiêng về đội Bình Thạnh. Hai. Pha hồi nãy nếu mà quăng cũng bị chặn rồi. Trời ơi. Đội quận tư á, cái phần công không như Yên Bái hay. Cái phần công của Yên Bái á, nó ném đa dạng hơn. Cách ném rất là đa dạng hơn. Trọng luôn. Hai. Giống như lùa banh mà này lùa bằng tay hay lùa bằng chân. Nghe mép luôn, đỉnh phải ứng đâu kịp. Nghe cái mép. Ném. Hai. Trời ơi. Lên. Trời ơi. Không. Định ném trái nó nhẹ trên chân á. Mà lỗi quá, pha đó nãy truyền cho góc là ngon rồi. Hai. Con mà nãy nó xong nó kịp phải động mình đi vô cái gì đấy.
Sao mấy khúc ném mà bị vẫn bị giữ đấy ha? Mà cản banh nó thấy kéo áo cái quần luôn. Nhẹ quá. Hai. Trời ơi, ao rồi, ao rồi, ao rồi. Trời xui. Tao nghe mùi gì đó đâu đó quanh đây.
Thôi ăn cái đó thôi ba, chừa lại cho tao với, nghe mùi ghiền. Thôi ăn đi. Mà đưa bia cho nó uống đâu, cho nó uống. Rồi. Rồi. Trơn rồi. Uống vô mắt. Mày cạn gắt quá ha. Hai không ăn bo ăn đỉnh bo phải dùng thân đỡ thôi, không mà nó phải tập trung, nó phải dùng bắt buộc phải dùng thân đỡ vậy thôi. Không bo được cái thân bự. Hai lên luôn. Lố rồi.
chịu rồi, chắc nó cỡ nào cũng chịu rồi. Tỷ số là 8-7 nghiêng về đội Bình Thạnh. Và đặc điểm của Bình Thắng trước cha. Nó quất vào bên trái chắc luôn. Hay, đỡ. Không mà sao hồi nãy nó không quất vào góc trái thôi, góc trái trên đó. Nếu nó thuận góc trái trên ngon, hay. Tỷ số là 8-8. Lát nữa mày quay á, xong hiệp 1, hiệp 2 mày quay á. Tỷ số là 9-8. Bên Bình Thạnh á, thủ môn yếu ngay góc dưới, cúi xuống không có nổi. Dưới cái bụng cúi xuống không nổi. Trái đó chặn thành công rồi mà. Hiện tại là 24 phút, tỷ số là 9-9. Dạ.
Hay, hay quá hay. Được vô lại, được vô lại, được vô lại. Ném hay quá. Hiện tại là 26 phút, tỷ số là 11-9 nghiêng về đội quận 4. Và hiện tại tay tôi rất là mỏi. Thằng là thằng lấy mặt ú, thằng máu xanh nhìn vô chắc nhợi ba phát cái nó xê luôn. Không, mà nhìn bên kia đi. Mà nhưng mà chịu không nổi. Nhìn thủ môn bên đây nè, nhìn muốn phơi. Thằng là thằng đấy chắc đè đè áo xanh xuống chịu luôn á. Phút là 29 phút nó mới anh mới được vô. Thì 29 phút. Ném luôn, ném luôn, ném luôn. Hay quá, cục dọc. Mỗi đợt được tấn công có 30 giây rồi hả? Vô luôn, vô luôn, vô luôn. Hay quá. Thank you.
xui. Tan bon bắt đầu trơn rồi. Ê mẹ ơi, gãy sừng rồng rồi. Sắp hết hiệp 1 rồi và tỷ số hiện tại là 13-10. Cái gì? Bị mẹ. Xui rồi, chết rồi. Hay quá. Ném liền. Và chúng ta đã hết hiệp 1. Kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 14-10 nghiêng về đội quận 4.